trở lại với cái nội dung câu văn thì cái bài này bài giấc mơ nó chỉ cho tôi hết như thế, cho nên là hôm nay mình mời đây nghe người chơi thưởng thức cái tâm trạng của chị đầu hoài thanh mà tôi là người mà đã thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Thanh Bình và phần piano của Thủy Dung. Thủy Dung đây là giảng viên đẹp piano của nhạc viện Thủy Dung, được piano và ca sĩ thân mời các